thì chúng ta sẽ đến với một cái hướng tiếp cận mới trong cái điều trị ung thư bổ trợ, ung thư vú giai đoạn sớm. Thì bài trình bày của tôi thì cũng ngắn gọn điểm qua lại các cái tiến bộ và những cái thực hành điều trị hiện tại và cho những tiến bộ cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Thì có hai nội dung, thứ nhất là về những cái dữ liệu hiện tại và thứ hai là cập nhật điều trị bổ trợ cái phân nhóm tụ thể nội tiết dương tính H2 âm tính. Nếu quý vị xem xuyên suốt các thời gian vừa rồi trong câu trả lời của bác sĩ Dũng đó, có một bệnh nhân hỏi về cái giai đoạn 2 thì cái của bạn thì có chữa khỏi không, thì chúng ta thấy là chúng ta do vì ung thư vú mặc dù là cái tỷ lệ hay gặp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, nhưng mà tuy nhiên thì do được tiếp cận với nhiều phương pháp điều trị nên là cái tỷ lệ tử vong nó sẽ có xu hướng nó giảm trong những năm vừa qua, đặc biệt là với rất nhiều các cập nhật tiến bộ về phẫu thuật, về hóa trị, về các điều trị nội khoa hay các điều trị các thuốc sinh học. Chúng ta có thể thấy là từ những năm 2001-2002 cái tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú ở giai đoạn 2 nó chỉ rơi vào khoảng 74-81% với những giai đoạn có di căn hạch. Ở giai đoạn 4 chỉ đạt là 15%, tuy nhiên đến năm 2012 và đặc biệt đến năm 2019 cái tỷ lệ lần này đã nâng được lên khoảng giai đoạn 2 là đến 90-99%, và giai đoạn 4 thì chúng ta đã nâng được cái tỷ lệ điều trị khỏi từ 15% lên tới 31%. Với cái sự tiến bộ của cái đặc tính giải trình tự gen hiện nay thì chúng ta thấy là chúng ta đi sâu vào cá thể hóa theo các cái phân tiếp sinh học ung thư vú, và nổi bật đó là ba cái phân nhóm chính mà chúng ta còn quan tâm. Phân nhóm thứ nhất là phân nhóm tụ thể phân nhóm H2 dương tính, và phân nhóm thứ hai là phân nhóm bộ ba âm tính, và cái phân nhóm ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào là phân nhóm tụ thể nội tiết dương tính H2 âm tính. Với cái phân nhóm H2 dương tính thì chúng tôi xin được nhắc qua với các cái phương pháp điều trị cơ bản ban đầu thì chúng ta thấy là khi mà với sự ra đời của các thuốc chatuzumab của Rofarma đó thì chúng ta thấy là cái thuốc kháng H2 này đã giảm được 50% cái nguy cơ tái phát trong vòng 10 năm. Cụ thể là các cái kết quả của công trình nghiên cứu HERA, chúng ta thấy là cái chatuzumab đã ứng dụng gần như là ngày nay thì bệnh nhân hoàn toàn được gần như là cái phần lớn bệnh nhân đã được tiếp cận với cái thuốc chatuzumab này. Và tiếp theo một cái sự tiến bộ ở trong cái phân nhóm M2 trong cái điều trị bổ trợ đó là chúng ta tiếp cận được với nhóm được với thuốc pertuzumab. Đấy, bằng chứng của nghiên cứu của nghiên cứu Affinity chúng ta thấy là với đặc biệt là với những nhóm mà có hạch dương tính hoặc là những nhóm mà có tụ thể nội tiết âm tính thì chúng ta thấy là cái eDFS của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, và rõ ràng với thêm pertuzumab và chatuzumab và chúng ta thấy cả hiệu quả ngày càng cải thiện cái chất lượng điều trị, đặc biệt trên cái phần nhóm H2 âm tính, H2 dương tính, và đặc biệt cái phần nhóm này chúng ta đã thấy là cái tiên lượng khá là tệ so với các phần nhóm khác, và hiện nay thì với cái kết quả điều trị hiện tại này thì bệnh nhân hoàn toàn có thể tiếp cận và áp dụng những cái tiến bộ này vào trong cái điều trị và thực hành điều trị hiện tại. Thì chúng ta thấy là với cái phân nhóm M2 này chúng ta ứng dụng sớm hơn ở những giai đoạn, thậm chí là những giai đoạn CT1C, chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng những cái điều trị bổ trợ có những thuốc kháng H2 này vào để chúng ta đạt được cái đáp ứng PCR trên lâm sàng, và qua đó cải thiện cái thời gian, cải thiện cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư vú. Phân nhóm tiếp theo là phân nhóm bộ ba âm tính, chúng ta thấy là cái phân nhóm này là cái phân nhóm mà cái tỷ lệ tái phát khá là cao, và thường khi mà di căn thì đã di căn thường nhiều vị trí. Chúng ta có tiến bộ trước từ ASCO năm 2016, năm 2017, chúng ta đã thấy là với cái điều trị bổ trợ đơn thuần dựa trên ACT chuẩn thì chúng ta thấy là với những trường hợp mà chúng ta còn tồn dư sau điều trị bổ trợ, điều trị tân bổ trợ, chúng ta có bổ sung capecitabine, chúng ta thấy đã cải thiện cái OS 5 năm với độ chênh là 88%, với lại cái tỷ suất chênh là 0,52%. Với cái thời gian sống còn toàn bộ trong 5 năm, như vậy chúng ta giảm được 48% nguy cơ bệnh nhân tử vong trong vòng 5 năm. Đây là cũng một cái tiến bộ mà chúng ta đã được áp dụng đối với bệnh nhân ung thư bộ ba âm tính. Và tiếp theo là chúng ta có cái bằng chứng của các thuốc ức chế PAP, chúng ta được cải thiện về cái eDFS tại 3 năm, và DDFS chúng ta thấy là cái tỷ suất chênh là 0,58. Và hiện nay cái thuốc ức chế PAP olaparib thì cũng đã có mặt đã được sử dụng trong thực hành lâm sàng điều trị tại bệnh viện ca. Một tiến bộ tiếp theo trong nhóm bộ ba âm tính này là chúng ta bổ sung cái thuốc miễn dịch pembrolizumab vào trong cái điều trị bổ trợ miễn dịch của bệnh nhân ung thư vú bộ ba âm tính. Thì chúng ta thấy là bằng chứng của nghiên cứu Keynote năm 2022 chúng ta thấy là được giảm 37% cái nguy cơ bệnh tái phát và di căn xa với tỷ suất chênh là 0,73. Và tất cả những cái tiến bộ này, và mới nhất là pembrolizumab đã được Bộ Y tế chấp thuận vào tháng 3 năm 2022 trong cái điều trị là năm 2023, và đã được chấp thuận trong cái điều trị cho bệnh nhân đối với bệnh nhân ung thư vú. Và cái thực hành điều trị của đối
với phần nhóm bộ ba âm tính này thì chúng ta cũng thấy là với những cái giai đoạn mà không phải là sớm mà chúng ta không phẫu thuật đầu thì chúng ta có xu hướng là dùng cái hóa trị bổ trợ trước, sau đó chúng ta bắt đầu điều trị bổ trợ bằng capecitabine hoặc là pembrolizumab hoặc là ustekinumab, tùy mỗi điều kiện tại cơ sở bệnh nhân và cái điều kiện của bệnh nhân và cái điều sự trao đổi giữa các nhà bác sĩ lâm sàng với lại bệnh nhân và những cái chi phí y tế hiệu quả điều trị và cái sự quyết định của bệnh nhân. Và đối với lại phân nhóm cuối cùng là phân nhóm thụ thể nội tiết dương tính, thụ thể nội tiết dương tính hai âm tính, thì chúng ta thấy là khởi đầu là những cái tiến bộ cho đến bây giờ chúng ta vẫn áp dụng một thực hành lâm sàng, đó là các cái thuốc mà nội tiết là tamoxifen trong cái điều trị bổ trợ ngoài cái quy trình điều trị chuẩn như là phẫu thuật như là hóa trị, thì chúng ta thêm các nội tiết như tamoxifen hoặc là sau này thì có cái AI hoặc là sau này nữa thì chúng ta có thử nghiệm Soptech, thì chúng ta thấy là phối hợp GnRH trong cái cùng với AI và tamoxifen trong 10 năm và cập nhật của 12 năm tại nghiên cứu Soptech, thì chúng ta đều thấy là nó cải thiện được cái chất lượng điều trị bổ trợ đối với bệnh nhân ung thư vú mà có thụ thể nội tiết dương tính H2 âm tính. Và những cái tiến bộ mới nhất cho đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy là cái thuốc ức chế CDK46 abemaciclib đã được FDA chấp thuận trong cái điều trị bổ trợ ung thư vú đối với bệnh nhân ung thư vú nguy cơ cao có số lượng di căn trên 4 hạch hoặc là từ 1 đến 3 hạch với một số yếu tố nguy cơ. Chúng ta cũng thấy trong bài trình bày của bác sĩ chuyên khoa Thu Anh Dũng thì ông thầy cũng đã trình bày về các yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh nhân ung thư vú. Và cho đến tháng 6 năm vừa rồi, tức là cách đây chỉ gần một tháng thôi, thì chúng ta thấy là một cái tiến bộ nữa trong điều trị bổ trợ thuốc ức chế CDK46, đó là bằng chứng của cái nghiên cứu Natalie, đây là sử dụng cái thuốc ribociclib trong cái điều trị bổ trợ đối với bệnh nhân ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính H2 âm tính. Và đây là cái background tôi trích nguyên từ cái update từ ASCO vừa rồi, thì chúng ta thấy thực hành điều trị ở trên thế giới là cho đến hiện tại đối với phân nhóm thụ thể nội tiết dương tính và hai âm tính, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có cái điều trị là phẫu thuật hoặc là không phẫu thuật hoặc là xạ trị và điều trị các cái thuốc hóa trị bổ trợ nội tiết kèm theo hoặc là các cái thuốc nội tiết phối hợp với GnRH trong vòng 5 đến 10 năm. Như vậy chúng ta thấy trên thế giới thực hành điều trị thì chúng ta cũng đã bắt kịp lại với các điều trị trên thế giới. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cũng với lại ung thư vú giai đoạn sớm chúng ta còn như tỷ lệ chữa khỏi, tuy nhiên thì vẫn có khoảng tầm 30% cái ung thư vú có thể tiến triển thành cái tái phát di căn sau này. Và với cái nhóm 30% này thì chúng ta có những tiến bộ từ miễn dịch, từ các cái thuốc ức chế PAP hay là cái thuốc ức chế CDK46, thì chúng ta thấy là cái nghiên cứu Natalie này được thiết kế đối với những bệnh nhân mà thụ thể nội tiết dương tính H2 âm tính, và chúng ta thấy là bao gồm cả những cái nhóm mà giai đoạn 2 và tình trạng giai đoạn 2 mà có N0, tức là không có tình trạng di căn hạch. Chúng ta thấy là cái thiết kế của nghiên cứu này khác các nghiên cứu của nghiên cứu Olympia hay là cái nghiên cứu Monash E của thuốc abemaciclib. Đây là họ tuyển cả những bệnh nhân mà N0. N0 ở đây với đặc và là những cái giai đoạn mà có cả N1 và giai đoạn 3 nữa, với cái số lượng bệnh nhân nghiên cứu khoảng trên 5.000 bệnh nhân và điều trị bằng ribociclib kết hợp với nội tiết, và nhánh còn lại là điều trị nội tiết đơn thuần thôi. Như vậy chúng ta thấy thiết kế của nghiên cứu này mạnh mẽ hơn các cái nghiên cứu khác, bởi vì bao gồm những cái nhóm mà không có di căn hạch hay là các bệnh nhân không có nguy cơ cao. Và đặc biệt nữa là cái liều của thuốc nghiên cứu này chúng ta thấy sử dụng ribociclib nó chỉ là 400mg, khác với lại các liều của thuốc ribociclib đã được thừa nhận đối với lại các giai đoạn tái phát di căn. Một cái bằng chứng mạnh mẽ nữa để khẳng định cái kết quả của nghiên cứu này nếu mà đạt được thì cũng rất có ý nghĩa, đó là cái thời gian thiết kế nghiên cứu điều trị bổ trợ ở trong nghiên cứu này là 3 năm, và đây là cái khoảng thời gian khá là dài thiết kế đối với những cái thuốc mà nhắm đích phân tử. Như vậy là tác động vào cái cơ chế thuốc chế CK46 và 3 năm thì rõ ràng đây là một cái thiết kế mà với ba cái tiêu chí tôi vừa trình bày thì cái độ mạnh của nghiên cứu cũng khá là lớn nếu mà nghiên cứu đạt được cái mục tiêu của nghiên cứu. Chúng ta thấy là với cái giai đoạn 2A N1 hoặc là giai đoạn T1 N1 thì chúng ta đã thấy là nó thu tuyển vào nghiên cứu rồi, và đặc biệt là những cái bệnh nhân N0 thì chúng ta thấy là các yếu tố kèm theo như là phải độ mô học là 3 hoặc là độ mô học 2, kèm theo đó là cái chỉ số Ki-67 lớn 20% hoặc là cái tỷ số RS là lớn hơn 26, tức là nhóm nguy cơ cao, thì chúng ta thu tuyển vào nghiên cứu này. Và cái dữ liệu đầu tiên được cắt của nghiên cứu là vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, với cái tiêu chí chính của nghiên cứu là cái IDFS và DDFS. IDFS ở đây là cái khoảng thời gian tái phát có xâm nhập, và DDFS là khoảng thời gian tái phát mà có di căn xa. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta quay trở lại với các cái một số đặc điểm của nghiên cứu, chúng ta thấy là
cái đặc điểm của hai cái nhánh nghiên cứu này là khá tương đồng từ những cái giai đoạn bệnh. Chúng ta thấy ví dụ như là giai đoạn 2 ở đây hai mỗi nhánh là khoảng 20%, giai đoạn 3 mỗi nhánh là khoảng tầm 60%, và cái tình trạng N0, N1 hay là cái tình trạng N2, N3 hoặc là cái tình trạng mà bệnh nhân đã được sử dụng hóa trị bổ trợ trước, chúng ta thấy là 88% tương đồng ở hai nhánh. Như vậy đặc điểm của nghiên cứu là khá tương đồng nhau. Và chúng ta thấy tại cái thời điểm cắt dữ liệu của nghiên cứu thì chúng ta thấy là khoảng 78% bệnh nhân của hai nhánh này vẫn đang trong cái chu trình điều trị bổ trợ. Như vậy chúng ta cắt ở những cái dữ liệu đầu tiên thôi. Và chúng ta thấy là kết quả IDMS có thể khoảng thời gian tái phát không, xâm nhập, chúng ta thấy là ở đây là chúng ta thấy cái tỷ suất chênh đạt được là 0.748. Như vậy chúng ta thấy với cái độ chênh là khoảng tầm 3.3%. Như vậy chúng ta thấy là với cái IDMS là khoảng thời gian tái phát không có xâm nhập, chúng ta đạt được là 25.2%, giảm được 25.2% cái nguy cơ tái phát xâm nhập. Và cái độ chênh cái lợi ích của nhóm mà sử dụng một ribociclib và cộng với nội tiết đạt được là 3.3%. Và chúng ta thấy là ở tất cả các dưới nhóm mà IDFS đều có lợi ích đạt được, và đặc biệt chúng ta thấy là cái nhóm N0 với những nhóm mà chúng ta lâu nay thì chúng ta không có bằng chứng mạnh mẽ của cái điều trị nâng thang, chúng ta hoàn toàn thấy là ủng hộ cái vai trò của thuốc sử dụng CDK46 bất kể các dưới nhóm. Một cái tiêu chí phụ của nghiên cứu là cái DDFS là cái khoảng thời gian tái phát di căn xa, chúng ta cũng thấy là cái tỷ suất cái độ chênh ở cả hai nhánh đạt được là 2.2% với cái tỷ suất chênh với cái P có ý nghĩa và tỷ suất chênh là 0.739. Như vậy chúng ta giảm được 26.1% bệnh có nguy cơ tái phát và di căn xa ở cái nhánh sử dụng bằng thuốc ribociclib. Và chúng ta cũng thấy là ban đầu thì chúng ta thấy là ribociclib đã chỉ ra được cái lợi ích của khi mà điều trị bổ trợ với lợi ích sống còn toàn bộ so với lại cái nhánh mà chỉ dùng nội tiết đơn thuần tại cái thời điểm quan sát là 30.4 tháng. Và chúng ta quay trở lại là với cái độc tính của dung nạp của nghiên cứu này thì chúng ta thấy liều ribociclib ở đây được sử dụng là 400 mg. Như vậy các độc tính chúng ta thấy là chúng ta có thể làm một cái phép so sánh giữa các độc tính của cái nghiên cứu Molaliza trong nghiên cứu tái phát di căn sử dụng ribociclib, chúng ta thấy là cái độc tính thấp hơn nhiều và hoàn toàn chúng ta có thể quản lý được những cái độc tính này. Ngược lại chúng ta có thể thấy là đối với lại cái nghiên cứu về cái vai trò của abemaciclib đó, chúng ta thấy là được cái khuyến cáo ngay cả bây giờ abemaciclib được khuyến cáo mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng ta thấy là cái thiết kế của MONASI đó thì bệnh nhân đã giảm được 34% nguy cơ tái phát xâm nhập hoặc là tái phát di căn xa, và cái độ chênh ở đây là 6.4%. Như vậy rõ ràng ở cái thời điểm 3 năm này chúng ta cắt off cái nghiên cứu của Natalie này, chúng ta thấy là bước đầu cái hiệu quả của ribociclib là hoàn toàn có tính khả thi, và được nếu mà cái thuốc này được áp dụng và dựa trên cái kết quả chính thức của nghiên cứu nữa thì chúng tôi hoàn toàn có thể có cái bằng chứng mạnh mẽ hơn để tin vào cái hiệu quả của thuốc ức chế CDK46 trong cái điều trị bổ trợ đối với bệnh nhân ung thư vú. Như vậy thì chúng ta thấy là với cái liều 400 mg, cái liều mà chỉ bằng 2/3 cái liều đối với giai đoạn tái phát di căn thôi, với điều trị cho các bệnh nhân bổ trợ, đặc biệt những bệnh nhân ở giai đoạn 2 mà có cái nguy cơ cao như grade 3 hoặc là độ 1-2 và kèm theo các yếu tố như Ki67/20%, thì chúng ta thấy là điều trị ribociclib đã được cải thiện được cái IDFS và DDFS so với nhánh mà chỉ dùng nội tiết đơn thuần. Và như vậy thì kết luận bài trình bày của chúng tôi thì rõ ràng ở cái hướng tiếp cận đối với bệnh nhân ung thư vú là chúng ta sẽ tiếp cận theo cái đặc tính sinh học của ung thư vú là một cái yếu tố quan trọng trong cái việc tiếp cận điều trị bổ trợ. Và cái những tiến bộ trong cái điều trị bổ trợ cho đến hiện tại thì ngoài cái hóa trị chuẩn dựa trên nền tảng là anthracycline hoặc là taxane, chúng ta thấy là cái tiến bộ trong điều trị miễn dịch đối với bằng chứng của nghiên cứu Keynote 522, với các thuốc tiến bộ của các thuốc ức chế PARP, bằng chứng của nghiên cứu Olympia trong cái điều trị bổ trợ, và đặc biệt là hai cái nghiên cứu MORASI và Natalie, thì chúng ta thấy hoàn toàn là thuốc ức chế CDK46 hoàn toàn có thể được sử dụng trong cái thực hành lâm sàng điều trị để cải thiện cái chất lượng thời gian sống cho bệnh nhân ung thư vú. Chúng ta biết là ung thư vú thì luôn phải đối mặt với cái bài toán tái phát di căn. Vì vậy những cái giai đoạn sớm này nếu chúng ta có thể tiếp cận được điều trị triệt căn, điều trị khỏi, điều trị mạnh mẽ ngay từ đầu thì cái chất lượng sống của bệnh nhân hoàn toàn có thể kiểm soát được, và cái cuộc sống của bệnh nhân sau này sẽ dài hơi hơn, sẽ được chất lượng cải thiện hơn rất là nhiều. Vâng, bài trình bày của tôi xin được kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi.